Khám phá quân sự xin chào quý vị và các bạn. Rất hân hạnh khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá sức mạnh quân sự trên toàn thế giới. Thưa quý vị, nhắc đến quân đội Đức Quốc xã thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đến ngay những con quái vật như là Tiger hay Panda. Nhưng mà chắc hẳn rất ít người được biết đến Jack Tiger, một trong những pháo tự hành diệt tăng uy lực nhất chiến tranh thế giới thứ hai. Sở hữu khẩu pháo chính 128 ly và lớp giáp trước dài 250mm. Hai yếu tố trên đảm bảo không một loại xe tăng đồng minh nào có thể đối mặt với Jack Tiger mà vẫn còn tồn tại. Để biết chi tiết sức mạnh của loại vũ khí này như thế nào thì quý vị đừng bỏ lỡ video ngay sau đây. Việc phát triển Jack Tiger chủ yếu là do sự thành công của Stark 3 trên chiến trường lúc bấy giờ. Bộ chỉ huy Đức Quốc xã lo lắng Liên Xô sẽ đưa một loại tăng tự hành khác để đối chọi với Stark 3, nên đã yêu cầu tập đoàn Henschel và Porcher thiết kế sản xuất gấp Jack Tiger. Pháo tự hành diệt tăng Jack Tiger, cọp săn mồi, có thể nói là chiến xa có giáp khủng nhất đã từng tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai, vốn được phát triển dựa trên khung thân xe tăng hạng nặng Tiger 2, hay còn gọi là King Tiger. Jack Tiger sở hữu khẩu pháo có sức mạnh kinh hoàng với giáp cực dày. Tuy nhiên, tình thế khó khăn của Đức giai đoạn cuối chiến tranh đã không cho phép sản xuất Jack Tiger với số lượng nhiều. Chỉ có khoảng 85 chiếc Jack Tiger được xuất xưởng, thậm chí trong số đó còn có những chiếc chưa lắp pháo chính. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, khi chiến đấu trong điều kiện thích hợp thì không một loại xe tăng đồng minh nào có thể chịu nổi một phát bắn của pháo tự hành diệt tăng Jack Tiger. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra trên đất châu Âu, Đức Quốc xã đã trình diễn sức mạnh tăng thiết giáp của họ từ Panzer 1 đến Panzer 4, đã tung hoành từ Tây sang Đông, sau đó là Panther, một trong những chiếc xe tăng toàn diện nhất thế chiến thứ hai với khẩu pháo 75mm cực kỳ uy lực, cũng như xe tăng hạng nặng Tiger 1 lần đầu tiên sử dụng khẩu pháo 88mm được thiết kế dựa trên loại pháo phòng không Flak. Tiếp theo đó là xe tăng Tiger 2, King Tiger, một sự kết hợp hoàn hảo giữa giáp dày và pháo 88mm nòng cực dài uy lực kinh hoàng, biến King Tiger thành loại xe tăng mạnh mẽ nhất của Đức trong chiến tranh. Ngay từ khi khởi đầu Thế chiến thứ hai, quân Đức đã chiếm các quốc gia khác với khí thế như trẻ tre. Đôi khi họ không cần bắn một phát đạn nào nhưng vẫn đạt được mục tiêu. Xe tăng của họ được thiết kế chủ yếu để phục vụ mục đích tấn công. Nhưng khi chiến cuộc có những thay đổi đã buộc quân Đức phải cải tiến những loại xe tăng cũ và chỉnh sửa thiết kế những loại xe tăng mới để tạo ra những pháo tự hành diệt tăng nhằm đương đầu với số lượng xe tăng quân đồng minh ngày càng nhiều qua từng năm. Đó là T-34 của Liên Xô và M-4 Sherman của Mỹ. Đó là còn chưa kể các dòng tăng hạng nặng mới được phe đồng minh phát triển. Khung xe tăng Panther được phát triển để tạo nên pháo tự hành chống tăng Jack Panther vào tháng 2 năm 1944. Trong khi đó, từ xe tăng Tiger 2, người Đức đã thiết kế Jack Tiger, một loại pháo tự hành chống tăng có giáp trước rất dày và khẩu pháo chính cỡ 128mm có thể bắn hạ bất cứ xe tăng nào của quân đồng minh, kể cả xe tăng hạng nặng mới nhất. Vào tháng 2 năm 1943, hãng Henschel được giao nhiệm vụ thiết kế và đến tháng 10 năm 1943, một phiên bản mô phỏng bằng gỗ được trình diện cho Hitler. Nhiệm vụ chính của Jack Tiger là hỗ trợ bộ binh và tiêu diệt xe tăng địch ở tầm xa. Lúc này, Ferdinand Porcher giới thiệu hệ thống treo mới có 8 bánh chịu lực, còn Henschel đưa ra thiết kế 9 bánh chịu lực. Cuối cùng, thiết kế của Henschel được lựa chọn do phiên bản của Porcher bị lỗi. Về sau thì Jack Tiger được sản xuất với hai loại bánh xích song song của Henschel và Porcher. Bánh xích của Porcher rẻ bằng một nửa so với loại của Henschel và cũng dễ sản xuất hơn. Mặc dù đường kính của mẫu Porcher chỉ có 700mm so với 800mm của Henschel. Việc sản xuất hàng loạt được lên kế hoạch sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 1943, nhưng xe tăng Panther được ưu tiên sản xuất vào thời điểm đó, nên đến tận tháng 7 năm 1944, dây chuyền sản xuất Jack Tiger mới đi vào hoạt động với tên gọi chính thức trong quân đội Đức là SDKFZ-186 Panzer Jagger Tiger of B. Nhưng cái tên nổi tiếng hơn và đi vào lịch sử chính là Jack Tiger. Jack Tiger thực sự là một cỗ máy khổng lồ do nó được phát triển dựa trên khung của Tiger 2 và kéo dài ra hơn 260mm nên có trọng lượng tới 71 tấn. Kíp lái của Jack Tiger có 6 người gồm lái xe, trưởng xe, điện đài viên, pháo thủ
và hai người nạp đạn cho khẩu pháo chính cỡ 128mm. Đây là khẩu pháo to và nặng nhất, mạnh mẽ nhất từng được tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nó có thể xuyên 170mm thép ở khoảng cách 3,2 km. Hay nói một cách khác, nó dễ dàng bắn hạ bất cứ xe tăng đồng minh nào trước khi chúng kịp tới tầm bắn hiệu quả. Lấy ví dụ thực tế, pháo của Jack Tiger có thể xuyên ngon giáp trước xe tăng đời mới nhất của Mỹ là M26 Pershing ở khoảng cách 2.100m. Pháo chính được đặt chính giữa giáp pháo cố định của Jack Tiger với khả năng điều chỉnh hạn chế chỉ 10 độ sang mỗi bên. Jack Tiger mang được khoảng 40 viên đạn pháo 128mm gồm liều phóng và đầu đạn, cùng với hai khẩu súng máy MG34, MG42 với 3.300 viên đạn. Ngoài hỏa lực cực mạnh, giáp trước đặt nghiêng dày 250mm của Jack Tiger cũng là vô địch, đảm bảo cho kiếp xe yên tâm sống sót trước các loại đạn chống tăng của đối phương. Thiết kế của Jack Tiger giống như một cái hộp bọc thép vắt nghiêng hai bên nhằm bảo vệ cho kiếp xe bên trong. Động cơ của Jack Tiger cùng loại được trang bị trên xe tăng hạng nặng King Tiger, đó là Maybach HL230P30V12, công suất 700 mã lực. Và dĩ nhiên, do trọng lượng nặng nề nên Jack Tiger cũng ăn rất nhiều nhiên liệu. Nó chỉ đi được trung bình 121km tùy loại địa hình và tốc độ tối đa là 38km/h trên đường tốt. Tháng 11 năm 1944, hãng Krupp định trang bị cho Jack Tiger pháo 128mm L-66 mới có nòng dài và uy lực hơn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa là phải thay đổi cấu trúc của xe để bảo đảm khả năng giảm giật của pháo. Cuối cùng, dự án này không bao giờ được thực hiện, nhưng có một chương trình khác thay đổi nòng pháo cho Jack Tiger lại đi vào hiện thực, đó là thay pháo 128mm PAK-44L55 bằng pháo 88mm PAK-43L71 của xe tăng Tiger II. Vào tháng 4 năm 1945, có 4 chiếc Jack Tiger loại này đã được hoàn thiện và được định danh là Panzer Jack Tiger MiG-88 PAK-43/3 SD KFZ-185, trong khi bản dùng pháo 128mm tên là SD KFZ-186. Tuy pháo 88mm nhỏ hơn pháo 128mm cũ, nhưng thực sự mà nói, pháo 88mm L-55 loại gắn trên Tiger II cũng là quá mạnh so với xe tăng quân đồng minh. Hơn nữa lại có thể đảm bảo vấn đề đồng bộ hậu cần, bảo dưỡng. Sự thay đổi này diễn ra nhằm đáp ứng yêu cầu chi viện hậu cần và cung ứng vật liệu chế tạo vũ khí mới của Đức. Chúng ta cũng nên nói thêm một chút về tình hình nước Đức lúc đó. Những cuộc ném bom của quân đồng minh đã làm hao kiệt năng lực duy trì chiến tranh của Đức Quốc xã. Nghĩa là các kho dầu chứa, các kho vũ khí, các cơ sở sản xuất và các cung đường vận chuyển liên tục bị tấn công. Trong lúc đó, cầu và đường ray xe lửa bị nhắm tới đầu tiên. Quân Đức mặc dù đã cố gắng phòng thủ, nhưng càng ngày, nước Đức càng bị thu nhỏ trên bộ. Còn trên bầu trời Luftwaffe, không quân của Đức đang đi đến hồi diệt vong. Các nhà máy lần lượt bị chiếm, cùng với giao thông đình trệ, khiến cho việc sản xuất, chuyển giao các thành phần quan trọng như nòng pháo, đạn dược và động cơ đi vào bế tắc. Tháng 12 năm 1944, chỉ có 20 chiếc Jack Tiger được sản xuất trong tháng, và đến tháng 3 năm 1945, chỉ còn 3 chiếc hoàn thành. Như đã nói, về bản chất Jack Tiger là một pháo tự hành chống tăng với tháp pháo cố định. Nó chỉ nguy hiểm khi xoay mặt về hướng mục tiêu với giáp trước vô địch và khẩu pháo mạnh kinh hoàng. Nhưng việc thay đổi hướng bắn nhiều hơn 10 độ là phải xoay cả chiếc xe, cho nên hệ thống treo và lái nhanh bị hỏng. Do đó, tuy mang tên là pháo chống tăng xung kích, nhưng trên thực tế, Jack Tiger chỉ hiệu quả với vai trò phòng ngự hơn là tiến công. Cũng may là tuy mang tiếng phòng thủ, nhưng cả quân đội Đức lúc này cũng đang ở thế phòng thủ, nên trong chừng mực nào đó, Jack Tiger vẫn có chỗ đứng cho riêng mình. Mặc dù vậy, những hạn chế vẫn chưa hết. Tốc độ chậm biến Jack Tiger giống như những cỗ xe tăng rùa trong chiến tranh thế giới thứ nhất hơn là một loại xe tăng hiện đại. Mang được ít đạn, chỉ có 40 viên, lại có tốc độ bắn rất chậm do liều phóng và đầu đạn được nạp riêng rẽ. Nhưng nếu mà không thế thì quả đạn cỡ 128mm liền khối sẽ quá nặng. Trọng lượng còn nặng hơn cả Tiger II, khiến động cơ Jack Tiger phải hoạt động quá tải hơn. Điều này dẫn đến việc động cơ thường xuyên xảy ra hỏng hóc kỹ thuật, nghĩa là độ tin cậy không cao. Đã hay hỏng lại còn hao nhiên liệu, khiến Jack Tiger tự thân không thể hành quân xa. Cho nên quân Đức đành phải giao nó cho nhiệm vụ phòng thủ hay hỗ trợ bộ binh. Khi đó Jack Tiger có thể thiết lập tuyến phục kích đoàn xe tăng địch từ khoảng cách xa hay tiêu diệt điểm công sự địch cho bộ binh tấn công.
Nhưng khi vị trí của Jack Tiger bị tấn công nhiều hướng, nó dần trở nên vô dụng. Giáp chỉ vô đối ở phía trước, chứ còn hai bên hông xe chỉ dài 80mm, hai đằng sau thì đạn xe tăng đồng minh hoàn toàn có thể xuyên qua được. Nhược điểm đó cộng với việc xoay trở chậm chạp thì kíp lái của nhiều chiếc Jack Tiger đã chọn giải pháp bỏ xe còn nguyên vẹn để thoát thân. Tuy nhiên, cũng có một số chiếc bị đặt thuốc nổ hủy trước khi kịp rút chạy bởi những kíp lái có trách nhiệm. Cho đến khi kết thúc chiến tranh, từ tháng 7 năm 1944 đến tháng 4 năm 1945, có tổng cộng 85 khẩu pháo tự hành diệt tăng Jack Tiger được sản xuất với số hiệu lần lượt từ 305-001 đến 305-077 hoặc 305-088. Chúng được biên chế về hai đơn vị là Stuke Panzerjäger Abteilung 512 và Stuke Panzerjäger Abteilung 653. Hai đơn vị này chiến đấu ở mặt trận phía đông và phía tây. Ngoài ra, người ta còn thấy từ 4 đến 6 chiếc Jack Tiger trong đơn vị Stuke SS Panzer Abteilung 101-501 vào tháng 4 năm 1945. Chỉ có một vài chiếc Jack Tiger còn nguyên vẹn sau chiến tranh và hiện tại chúng đang được trưng bày tại Bảo tàng xe tăng Bovington ở Anh, Bảo tàng tăng thiết giáp Kubica ở Nga và Aberdeen Proving Ground của Mỹ. Thưa quý vị, mặc dù mạnh mẽ và đầy uy lực, nhưng mà con quái vật thép hạng nặng Jack Tiger vẫn tồn tại không ít điểm yếu chết người. Quý vị có nhận định gì về loại vũ khí này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống bên dưới phần bình luận video nha. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy dành tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.